hôm nay chia sẻ với sư mở là một cô gái nông trại nào? Nó mà đá mà mình. Nắm giờ. Yên nha. Xin chào tất cả các bạn. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Và chị sẽ đem đi mời những diễn viên của mình nhé. Oh, sữa. Sexy sữa. Special milk from Unique Technique. From the cow? Yes. It smells good. Okay, it's not really from the cow, right? It's really from cow. I just did it. You made it? Yes, I made it for me? Myself. And then you gave it to me? Well, how romantic, thank you. Oh, I am.